hấp dẫn quá ha. Ngon ăn quá. Rồi. Mọi người, thì sau 3 ngày được trải nghiệm ở Ibaraki thì cảm nhận đầu tiên của Hương đó là cảnh thiên nhiên rất là đẹp, thứ hai là món ăn rất là ngon, và thứ ba là con người rất là thân thiện và hiếu khách. Nếu như các bạn có cơ hội được đến Nhật Bản thì nhất định các bạn phải ghé Ibaraki và trải nghiệm những điều tuyệt vời ở đây nha. Cảm ơn mọi người, xin chào.